Chào các bạn đã đến với kênh dược liệu của em Khoa nhé. Hôm nay em Khoa có xuất vài nghìn cây bình vôi. Cây bình vôi nghĩa là củ bình vôi đấy, cho khách hàng. Đấy, và hôm nay em Khoa muốn nói sơ qua một chút về cách phân biệt giữa cây bình vôi đỏ và bình vôi trắng nhé. Đấy, thì hiện nay trên mạng có rất nhiều các cơ sở bán cái cây bình vôi cũng như là củ bình vôi. Thì như các bác đã biết thì củ bình vôi thì nó có tác dụng rất là tốt trong cái việc đó là an thần. Đấy, cải thiện chứng mất ngủ cực kỳ là tốt, giúp ngăn ngừa hiệu quả hội chứng rối loạn tiêu hóa, hỗ trợ điều trị các bệnh về bệnh nhân về gút cực kỳ là tốt nhé. Đấy, hoặc là những người bị hô hấp, viêm họng, phế quản thì dùng cây này cũng rất là tốt. Ngoài ra đặc biệt đó là dùng để trị viêm loét dạ dày, tá tràng cũng rất là hay các bác nhé. Đấy, thì hiện nay thì bên em Khoa vừa cung cấp cây giống cũng như là vừa cung cấp cái sản phẩm khô củ bình vôi. Đấy, và bình vôi là củ bình vôi đỏ. Thì để phân biệt được củ bình vôi đỏ và bình vôi trắng thì nó có cái cách như sau. Đối với lại cái củ bình vôi đỏ đấy thì cho nhìn mặt lá nó sẽ xanh đậm. Xanh đậm, còn đối với bình vôi trắng thì nó sẽ xanh nhạt. Đấy, và thứ nhất nhá, là cái bình vôi đỏ này thì lá xanh đậm hơn cái bình vôi trắng. Đấy, cách thứ hai đó là các bác ở tươi ấy, thì các bác ngắt nó ra. Các bác ngắt nó ra thì cái nhựa của bình vôi đỏ đấy màu nó hơi đỏ đỏ, thẫm thẫm. Đấy, đỏ đỏ thẫm thẫm. Đấy, còn bình vôi trắng thì nhựa nó sẽ không có nhựa nhiều và nó sẽ trắng nhé các bác nhé. Đấy, đấy là hai cách phân biệt rất là dễ nhất. Còn khi đã khô rồi ấy, thì nó không thì cái củ của nó màu nó cũng sẽ như nhau, chứ không phải là bình vôi đỏ thì củ nó đỏ và bình vôi trắng thì củ nó trắng các bác nhé. Đấy, chúng ta chỉ phân biệt được khi mà cây nó còn tươi, có nghĩa là chúng ta vặt cái lá đi. Cách dễ nhất là chúng ta vặt cái lá, cái nhựa nó ra đấy, chúng ta bôi ra thì nó sẽ thấy là cái bình vôi đỏ thì màu nó hơi đỏ đỏ, còn cái bình vôi trắng thì nó sẽ ít nhựa và nó sẽ màu nó trắng hơn. Đấy, được chưa ạ? Đấy, và cách thứ hai đó là cái bình vôi đỏ thì là nó sẽ mặt lá nó thẫm hơn các bác nhé.